Quý khán giả thân mến, những nhà vườn ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có câu nói cửa miệng như thế này: không có trồng cái gì nhàn bằng trồng tre, đặc biệt là với giống tre tứ quý, nhẹ công chăm sóc, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Bà con chỉ cần bón phân hữu cơ là cây lá vườn nhà. Mùa nắng thì dài ngày tưới một lần, còn mùa mưa thì khỏe rè, cây tre tự lớn, tre già, măng mọc. Muốn biết là bà con nông dân trồng tre sống khỏe bằng cách nào? Mời quý khán giả cùng trải nghiệm với phóng viên của chúng tôi. Thưa quý khán giả, tôi và anh quay phim Nhật Chi đã có mặt tại phường Tân Phú của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Và như mọi người đang nhìn thấy thì bà con nông dân ở đây đang triển khai mô hình trồng tre tứ quý. Đây là loại tre có lá to, dùng lá của nó để gói những chiếc bánh ú nhỏ xinh nước tro như thế này thì thơm ngon xấu dách luôn ha anh Tứ. Đúng rồi cưng. Thì nhà anh hiện tại cũng đang hái mà lá tre này đang cung cấp cho bà con thành phố Trăng đang mà gói bánh uống nước cho nè. Thường á thì bà con mua của mình được nhiêu ký anh hả? Thường thì mình vô mùa nghịch thì ta mua khoảng 8.000 ký tại vườn á, cái mùa nghịch thì ta mua khoảng 500 ký luôn cũng tới tại vườn luôn á. Ban đầu á thì tổ hợp tác trồng tre tứ quý thành lập nên cũng vì mục đích này. Đến ngày hôm nay thì đã có tất cả là 6 thành viên với tổng diện tích trồng là khoảng 30.000 mét vuông. Người nông dân không chỉ có nguồn thu nhập từ thu hoạch tre già mà bà con còn có rủng rỉnh tiền bỏ túi khi mà măng mọc. Với giá bán từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký, mỗi ngày trên 5 công đất, nhà vườn thu nhập từ 300 đến 400 ngàn đồng tiền bán măng tre. Giống tre tứ quý có thể cho măng quanh năm, một măng giòn, ngọt, không có vị đắng, lại là thực phẩm sạch nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Những nông dân dạng dày kinh nghiệm như anh Tuấn đây còn biết cách chiết tách, cung ứng tre giống cho bà con nông dân trong vùng. Anh cho biết trên 5 công đất tre đủ tuổi, mỗi năm anh có thể chiết bán ít nhất 5.000 nhánh tre giống, bỏ túi thêm 125 triệu đồng nữa ngoài tiền bán măng và lá. Từ lúc mà trồng giống tre tứ quý mà lá to tới giờ thì gia đình anh thì cũng có đồng ra đồng vô đặng lo cho mấy nhỏ ăn học, nói chung thấy cũng ổn định đó. Em nghe nói anh Tuấn không chỉ làm kinh tế giỏi mà hát giọng cổ cũng hay nữa. Mình nói tặng với khán giả cũng đoạn anh nha. Dạ. Vô. Cần Thơ nghe đã từ lâu nhưng chưa một lần tôi đến. Chiều nay bỗng gặp em trên bến khi con nước chiều dâng thầm gọi bước.